ca sĩ Jubin đang được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội là ai? Ngày 22 tháng 10, ca sĩ Jubin bất ngờ lên top tìm kiếm trên Google Việt Nam sau khi biểu diễn tại một quán bar ở Lào Cai. Vụ việc được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận trái chiều. Nguyên nhân xuất phát từ một clip Jubin gặp sự cố bất ngờ trên sân khấu. Dù vậy, anh vẫn hoàn thành phần biểu diễn mà không hề có một biểu hiện ngại ngùng nào. Trong livestream của người bạn gái hiện tại, Jubin bất ngờ chia sẻ anh bị đau bụng sau khi hát, sau đó cô bạn gái lại nghi ngờ nam ca sĩ bị ai đó chơi xấu. Hiện tại thì Jubin đã khóa bình luận trên trang cá nhân. Hồi tháng 4, nam ca sĩ vướng lùm xùm khi bị bạn gái cũ tố ngoại tình. Chia sẻ với báo chí vào thời điểm đó, ca sĩ 8X cho hay thông tin người tố anh đưa ra không chính xác. Jubin cũng cập nhật bài viết trên mạng xã hội, đính kèm các hình ảnh lịch sử giao dịch chuyển tiền ngân hàng online từ tháng 6 2022 tới tháng 1 năm 2023. Anh kể bản thân có mối quan hệ mới khi đã hoàn toàn chấm dứt với người cũ, không phụ bạc như tin đồn. Sau ồn ào đời tư, Jubin bị gạch tên khỏi một đêm nhạc. Lý do được chương trình đưa ra là trong dàn khách mời có Jubin và Nhung Baby tham gia đêm nhạc. Tuy nhiên thời gian qua, hai ca sĩ này vướng scandal tình ái ồn ào trên mạng xã hội nên phía ban tổ chức đã thông báo hủy show với cả hai vì không đủ điều kiện cho phép. Bẵng đi một thời gian, Jubin trở lại với công việc ca hát, thường xuyên chia sẻ các hoạt động của mình trên trang cá nhân. Jubin tên thật là Chu Đăng Thanh, sinh năm 1985, là một cái tên không quá xa lạ trong giới showbiz hiện nay, từng ngắm huy chương đồng và huy chương bạc cá nhân 2 năm liên tiếp tại cuộc thi Taekwondo trẻ toàn quốc tổ chức tại Hải Phòng và Bình Thuận. Chàng trai 8X lại có cú rẽ bất ngờ qua con đường ca hát như một định mệnh. Từ lớp 12, tôi đi hát kiếm tiền ở phòng trà, mỗi đêm nhận được 20.000 đồng. Khi ấy tôi nghĩ đơn giản với số tiền nhận được mỗi đêm, mỗi tháng sẽ kiếm được 600.000 đồng để phụ giúp cha mẹ. Jubin trải lòng trong thóc sâu chuyện của sao. Học xong phổ thông, Jubin quyết định theo nghệ thuật khi anh nhận được lời mời từ bầu sâu chuyên tổ chức các đoàn lô tô tỉnh. Từ những sân khấu nhỏ hát với nhau, tôi hát và kiêm bán vé cho sân khấu hội chợ mỗi đêm được 50-60.000 đồng. Những năm 2003, đối với tôi số tiền đó rất lớn. Kết thúc đêm diễn, tôi thay đồ để bốc vác loa, đài cho đoàn đến một tỉnh khác để hát. Nhóm diễn ở tỉnh liên tục, kể cả những đêm 30 Tết. Đến nay, Jubin đã trở thành một ca sĩ được nhiều người mến mộ. Anh ghi dấu ấn qua các bài hát Hãy xem là giấc mơ, Nơi đầu tìm thấy em, Người từng thương, Giả vờ thương anh được không, Giấc mơ vô hình, Phố hoa lệ. Năm 2019, giọng ca được một tỷ phú người Pháp gốc Việt đầu tư 10 tỷ đồng cho các dự án âm nhạc trong 2 năm. Với những thành công nhất định, Jubin có cuộc sống dư giả. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ nhiều hình ảnh check-in bên xế sang đi du lịch đó đây.